đây là bây giờ béo. Ở nào có bảo là sau một lúc nữa xin ăn cà ri ở nhà này ở Việt Nam này. Thấy người ta. Thấy người ta ý kiến gì? Không xin bắt bưởi cho cháu. Ý kiến gì? Người ta cứ xách 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 coi như là túi gà công nghiệp này. Một tuần người ta đi nó mua nhiều lắm. 7-8 cân gà công nghiệp. Đây rồi. Một gia đình bình thường người ta là hai bố mẹ bốn đứa con. Thế nhưng mà dân vẫn ít nhỉ?